Người con gái, ở bên tôi năm 20 tuổi đã trở thành điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời mình. Bác sĩ bước vào và đưa cho bạn một thứ, đó là một cuốn nhật ký ố vàng. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nó đầy những nét chữ xanh và dịu dàng. Mỗi câu nói như một mũi kim bạc đâm vào tim tôi. Hôm nay Trần Nặc lại trộm quả cam của tôi, khó chịu quá. Hình như anh ấy đang yêu. Không biết bây giờ có cô gái nào đang theo đuổi anh ấy không? Anh ta sẽ yêu cô ấy chứ tôi không biết tên khốn đó sẽ làm gì. Vô tình, nước mắt đã làm mờ đôi mắt của tôi, và lồng ngực của tôi cũng phập phồng rõ ràng. Tôi tiếp tục đọc, và một trong những đoạn văn khiến tôi hoàn toàn chết lặng. Cô gái viết trong nhật ký: hôm nay tôi rất vui mừng. Việc phẫu thuật đã thành công. Cuối cùng tôi cũng có thể cứu được anh ấy. Trần Nặc, bạn đã nghĩ đến việc làm thế nào để báo đáp tôi trong tương lai chưa? Cô gái này là vị cứu tinh của tôi. Đọc tiếp. Mỗi ngày sau đó, cô gái đang ghi lại làm thế nào để chăm sóc cơ thể của tôi. Rất tiếc, từ giờ tôi không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ nữa. Tôi rất muốn ăn gà rán nhưng không thể nhịn được, tôi chỉ biết chịu đựng vì anh chàng đó. Đợi anh ấy khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy chữa bệnh để tôi được ăn nhiều đồ ăn ngon. Trần Nặc, cố lên, cơn đau sẽ sớm qua đi. Chỉ cần nghĩ về cô ấy một cái, toàn thân tôi sẽ run rẩy. Hóa ra cô gái này đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Hóa ra cô ấy đã biến mất. Trong thời gian đó, tôi đang nỗ lực hồi phục cơ thể. Tôi bật cười, thật cay đắng và đáng sợ, sao số phận lại nghiệt ngã như vậy, sao tôi lại ngu ngốc đến thế, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết điều này, tại sao cô lại chọn hy sinh để cứu tôi? Loạt câu hỏi này khiến anh gần như nghẹt thở. Bên cạnh anh còn có một túi đựng tài liệu, bên trong là lá thư của luật sư của vợ anh, trong đó ghi rõ tài sản của anh phải chia 20 triệu tệ, còn có một số lời khai man do cô ấy bịa ra. Anh tự cười khổ lắc đầu. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn 10 năm, làm giàu vượt lên rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại kết cục như thế này. Người phụ nữ ăn nằm cùng anh 7 năm, từ khi anh cưới đến nay chưa bao giờ vào bệnh viện thăm anh. Chắc chắn rồi, trong thời đại thực dụng này, cuối cùng, tình yêu chẳng có giá trị gì. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho luật sư, nói với anh ta rằng không ai có thể động vào tài sản của tôi và toàn bộ tài sản của tôi sẽ được quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, mà không để lại một xu nào. Tôi mở nhật ký lại và đọc từng chữ, tôi nhìn nó, muốn ghi nhớ tất cả những điều này trong đầu. Lật đến trang cuối cùng, chỉ có một câu ngắn ngủi: tôi chưa bao giờ dừng việc thích bạn, càng ngày tôi càng yêu bạn nhiều hơn. Tôi đã hứa với bạn rằng sẽ làm bạn hạnh phúc. Ồ, với một âm thanh lớn, tôi nôn ra một ngụm máu lớn và theo bản năng muốn cứu bản thân, nhưng dấu vết ý thức rõ ràng cuối cùng khiến tôi từ từ biến mất, mà không làm phiền ai, không lời từ biệt, không chút luyến tiếc, tôi chỉ lặp lại trong tâm trí những lời này: tạm biệt anh Uyển, kiếp sau nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Kiếp sau nhất định anh sẽ xuất hiện trong cuộc đời em. Tạm biệt. Chẳng mấy chốc tôi đã nhắm mắt lại. Tôi không dám tưởng tượng cô gái này mạnh mẽ đến thế nào. Chỉ khi bạn dũng cảm lắm bạn mới có thể biến mất trong cuộc sống của mình. Với đầy tình yêu, cô ấy quyết tâm bước vào phòng phẫu thuật lạnh lẽo cho một người sẽ không có kết quả. Và câu chuyện giữa tôi và cô ấy chỉ mới bắt đầu. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng một người có giọng nói quen thuộc cất tiếng: tỉnh dậy, giáo viên đang đến. Tôi chợt tỉnh dậy và nhận ra mình đang quay lại thời cấp 3. Đột nhiên, một khuôn mặt trắng nõn xuất hiện trước mặt tôi, với mái tóc đen dài, một đôi mắt to đầy khí chất và mái tóc ngấn nước đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng. Lý, Lý Anh Uyển, bạn không phải ở trong phòng bệnh sao? Không phải bạn đã chết rồi sao? Chẳng lẽ những chuyện dở khóc dở cười trong tiểu thuyết đã xảy ra với bạn sao? Mặc dù tôi vẫn còn choáng váng, nhưng đôi mắt của tôi đã đỏ. Ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên gấp gáp. Tôi nghĩ đến cuốn nhật ký, những bông hoa trắng xanh trên toàn bộ 105 trang và núi hoa trà trắng. Tôi ôm cô gái vào lòng và không ngừng lẩm bẩm, đúng là bạn. Tuyệt, mọi người trong lớp đều ngơ ngác, nghĩ sao người này lại phát điên sau khi ngủ dậy. Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy được, tôi ôm lấy vai Lý Anh Uyển, trong mắt tràn ngập sự thương xót và đau khổ vô tận. Tôi sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa trong cuộc đời này, không bao giờ bỏ rơi em nữa, không bao giờ mất em nữa. Những lời này khiến Lý Anh Uyển chết cứng tại chỗ, nhưng khi cô đang định nói điều gì đó, một đôi môi ấm áp áp vào anh, chan chứa sự ngọt ngào, lỗ chân lông trên cơ thể cô gái dựng lên, não cô lập tức đóng băng, hai mắt mở to, thân thể cứng ngắc, im lặng, cả thế giới đều yên tĩnh. Tuy rằng mọi người đều đã trưởng thành và hiểu được tình yêu nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra cảnh tượng như vậy ở ngoài đời. Cả lớp trong nháy mắt chấn động, mỹ nữ học đường lại bị cướp mất nụ hôn đầu. Loại chuyện này sẽ là bùng nổ ở bất kỳ ngôi trường nào. Tin tức, sự chấn động mạnh mẽ xung quanh tôi khiến cô ấy tỉnh táo lại. Cô ấy đẩy tôi ra một cách mạnh mẽ và trực tiếp thưởng cho bạn một cú đẩy ngã. Nỗi đau cũng khiến tôi hoàn toàn hiểu rằng đây không phải là một giấc mơ, và tôi đã thực sự được tái sinh. Nhìn trên bảng đen đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học, năm nay là thiên niên kỷ, Lý Anh Uyển chính xác 18 tuổi, còn 69 ngày nữa là kết thúc cấp 3. Tôi nằm dưới đất nhìn cô gái với nụ cười ngốc nghếch, Lý Anh Uyển bước tới, thực hiện một động tác chống nạnh, nói, đầu óc của ngươi có bệnh à? Tại sao lại chiếm tiện nghi của ta? Mau đi trước, có rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Lúc này Lý Anh Uyển mới để ý thấy có nhiều người đứng ngoài lớp học, đều cúi đầu nhìn mặt cô, may mà lúc đó điện thoại di động còn chưa phổ biến, nếu không chắc đã là chuyện lớn. Còn cô gái thì khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ có thể buông tay ra vội vàng đứng dậy. Cô bé này vẫn hung bạo như vậy, vẫn là quả mận xanh trong ký ức của tôi. Cô gái lại hỏi bạn tại sao bạn lại làm như vậy, vừa nói vừa lau miệng thật mạnh, môi gần như cọ sát vào da. Tôi cũng không hành động quá vội vàng, dù sao thì bây giờ tôi cũng đã là một thiếu niên 18 tuổi với một cái đầu kinh nghiệm và trí tuệ của tuổi 40.
Nếu bây giờ bạn đang vội thổ lộ tình yêu của mình, có thể cô ấy thậm chí không cần bạn nữa. Nhưng vì cô ấy đã tái sinh, tôi có rất nhiều thời gian. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không thể thoát khỏi tay tôi đời này được. Kiếp trước, ngươi mỗi ngày đều cười đùa, nàng không coi ngươi là nam nhân, ngươi cũng không coi nàng như nữ nhân. Tuy nhiên, tiếp xúc hàng ngày tất nhiên sẽ dẫn đến những loại tâm sự khác nhau. Chỉ là hai chúng tôi chưa xuyên qua lớp màng ngăn cách tình yêu, nên tôi cần bây giờ phải bình tĩnh hơn. Tôi phải tìm hiểu xem Lý Anh Uyển đang nghĩ gì. Nghĩ đến điều này, tôi trợn mắt và ngẫu nhiên tìm một cái cớ rằng tôi vừa rồi tôi nằm mơ, tôi mơ thấy cậu rơi xuống vũng nước. Cậu không biết rằng tôi đã lo lắng đến mức chỉ có thể hô hấp nhân tạo cho cậu. Ai có thể nghĩ đó là mơ phải không? Cô gái nghiến răng giơ tay lên với vẻ mặt tức giận, duỗi thẳng về phía phần thịt ở eo tôi khiến tôi ngã xuống. Cậu đã mắc bẫy rồi, hắn kêu đau đớn vừa không quên trêu chọc anh Uyển. Không sao đâu, ta lại bắt được ngươi rồi, Lý Anh Uyển tức giận đến muốn bóp cổ hắn. Lúc này, người đứng đầu lớp là thầy Lão Triệu, từ cửa sau lớp đi vào, cả lớp ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt sát khí đang dán chặt vào mình, tôi không cần phải nghĩ đó nhất định là Lý Anh Uyển. Tôi kìm nén tiếng cười của mình và không ngừng liếm môi, cảm giác này thực sự khó quên. Tất cả những điều này đều bị Lý Anh Uyển nhìn thấy. Tất nhiên cô ấy biết tôi đang nghĩ gì. Cô ấy tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nếu cô ấy có thể kích hoạt một kỹ năng giết người chỉ bằng ánh mắt, có lẽ tôi đã chết thêm một lần nữa rồi. Lão Triệu bị mệnh danh là ác quỷ vì quá nghiêm khắc. Trong lớp bình thường không ai dám nói chuyện, ngoại trừ bạn thân Vương Ti của tôi. Anh ấy tựa đầu vào lưng thì thầm với tôi, Lão Thành, tôi rất ngưỡng mộ bạn. Đùa thôi, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp trường. Hãy chờ xem. Tôi ngả người ra sau và gần như lẩm bẩm nói nhỏ, nếu cậu có kế sách gì hay thì hãy mách tôi với. Nói đến đây, trong tiềm thức tôi nhìn lại và phát hiện ra hôm nay Lý Anh Uyển mặc đồ màu hồng. Tôi nhớ kiếp trước tôi đã tò mò, tại sao con gái lại có hình xăm sau lưng? Chỉ là một miếng băng, tại sao cô ấy lại xăm hình nó? Anh ấy vô tình cởi chiếc dây cô ấy tặng, tôi đã truy tìm cái này 5 ngày nay, nghĩ tới đây, tôi vỗ bàn cười lớn, thanh âm rất thấp, cả lớp đều nghe được, Lão Triệu cao mày nói, đứng lên và trả lời câu hỏi của tôi. Khi tôi nhìn lên bảng, ôi trời đất ơi, đây thực sự là một câu hỏi sao? Một câu hỏi lấp đầy toàn bộ bảng đen. Mọi người đã đi học biết rằng, trong tình huống này chỉ có hai khả năng, một là kịp thời cầu cứu bên ngoài, hai là cầm sách giáo khoa đi đến bức tường phía sau lớp học đứng chịu phạt, và tôi đứng dậy một cách máy móc, từng bước như cảnh quay chậm trong phim Ấn Độ. Lão Triệu ánh mắt càng ngày càng sắc bén nhìn tôi. Vào thời điểm quan trọng này, tôi cảm thấy chiếc ghế đầu bị kéo từ phía sau. Sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ lo lắng vang lên, nhìn đây, tôi giả vờ vuốt tóc mái nhìn trộm, cô gái đã viết đáp án lên giấy. Lúc này, giọng nói của Lão Triệu lại vang lên, có người không có năng lực lắm. Vừa rồi, nói cho tôi biết, chẳng phải cười rất vui sao? Sao giờ lại im lặng vậy? Bạn biết rất rõ rằng với tư cách là thành viên top 10 của lớp quanh năm, bạn rất ít khi gây rối. Tôi mỉm cười tự tin nói, sau đó lên bảng và viết câu trả lời tôi biết lên bảng đen. Các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt của Lão Triệu giống như đang cắn một miếng cá chuồn đóng hộp. Vốn dĩ anh ấy muốn dạy tôi một bài học, nhưng bây giờ anh ấy đột nhiên bị tôi tát một cái vào mặt, chỉ có Lý Anh Uyển lén liếc nhìn, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp, trở về chỗ ngồi, lau mồ hôi trên trán, vừa hít một hơi dài, một miếng tờ giấy nhỏ được đưa từ phía sau, tôi mở ra và thấy dòng chữ bạn nợ tôi một ân huệ, mặt sau còn có một chút biểu cảm kiêu ngạo, không cần suy nghĩ, tôi chỉ xé một mảnh giấy trong sách và viết một dòng chữ nói với Lý Anh Uyển, ném nó qua, cô gái nhận lấy tờ giấy và mở nó ra, giây tiếp theo, mặt cô đỏ đến tận cổ, cô lập tức nhét tờ giấy vào hộc bàn, nhưng ngay sau đó cô đã mở nó ra một lần nữa, trên đó có viết một câu, tôi nợ bạn một lần, còn cậu nợ tôi một nụ hôn, cậu có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đợi cậu, Lý Anh Uyển tức giận đến mức chửi thầm trong lòng, đồ khốn kiếp, cậu còn định chiếm tiện nghi của tôi hai lần. Lâu lắm rồi, tan học xem tôi xử lý cậu thế nào nhé. 11 giờ trưa, chuông vào học đúng giờ, tôi muốn gọi Lý Anh Uyển về nhà cùng tôi, nhưng cô gái lại vừa cầm cặp sách lên rồi rời đi, cô ấy bước đi rất nhanh, tôi vỗ trán, nghĩ lần sau sẽ cẩn thận hơn, tôi bước ra khỏi phòng học và đi đến chỗ để xe đạp, từ xa tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, khi đến gần, tôi thấy hai chiếc lốp xe đang xẹp lép như miếng giò trong ổ bánh mì, tôi hét lớn, ai đã làm điều này? Lúc này, Lý Anh Uyển đột nhiên đi xe đạp đi ngang qua. Ôi, Trần Nặc, xe bị hỏng nên bạn chỉ có thể đi bộ về nhà. Tôi hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức, tôi liền nhanh chân và đuổi theo cô ấy. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội như thế này. Tôi trực tiếp ngồi xuống ghế sau của Lý Anh Uyển và dùng tay ôm lấy eo cô ấy. Lý Anh Uyển không ngờ tôi lại nhảy lên xe, cô ấy hét lên, cút ra ngoài. Rõ ràng là đang dung chuyển. Cô muốn dừng xe lại để dạy cho tôi một bài học, nhưng tất cả các bạn cùng lớp xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này, với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Cô gái tức giận đến mức đạp mạnh, một trai một gái chim chuột nhau trên đường về nhà. Một chàng trai đang ngồi ở ghế sau của một cô gái, đôi tay dần dần tiến tới ôm lấy eo cô gái. Cô gái mắng mỏ còn chàng trai tươi cười, cảnh tượng này chỉ có thể là thanh xuân. Thanh xuân tuổi trẻ của bạn được miêu tả như thế nào?